giật cái đây rồi cái này giật đây cái đập mập làm sao đây rốt đây là đầm đầm giờ đầm đây chúng ta mày nữa đầm này thẩm mỹ chốt kẹo với lại mấy lại chấm với vậy đó là vậy nói chuyện sơ sơ mà ghế gọn nhất là nó quay nó à giờ có nên dùng dùng thì sao mình thay thì trước cái miệng mà đầm cái này nhiều ba cái mà tập liên bộ là cuốn trong liên tục là không kỳ ai ra vấn đề rắc đồ chi cho mệt cái ơi này giống giống nhà 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 mặt mình nó nhà vô anh thì sao mình dục ảo đó thao qua tay nghề là hớt đây đâm xuống một cây là lấy lại là để ấp cái gàn này quên ấp cái gàn nữa gàn không đau đớn ở đâu đau đớn này thử đâm này đâm xuống này nguyên cứ đâm xuống trong lưng khớp đạo thương mã quay bài diễn coi thôi đó coi bài thiệu đó mà thứ hai là thớ nhiều lắm thứ hai nhất là thứ hai thớ nhiều hát nó nhập sạch nè kinh quay cái cánh nè phụ ba cái giật phụ ba cái giật trai quấn quay đời chồng ở đây quấn quay đời chồng ở đây đầm đời áo hộ phòng thơ môn tao có tình yêu tình nhẹ nhàng mất đi sợ bạn lúc sợ sợ bạn giật cái bao nhiêu cái thật liền nó chờ chờ dần nó không được đâu đi theo rồi là hết rồi người ta bán vàng này nó với mà hớm hớm cái bạch đưa tay qua lại ở nhiều huynh gia rồi huynh gia liền đặt xuống luôn móc đâm chạy luôn theo luôn cho nó quay cái mà còn giải đứng chẳng ngọn này nổ xuống đó đó ra cái ý nghĩa mình nghe mình làm mình vừa né qua luôn nha né né cái mày mà né luôn em nặng đâm nhà sỏi nó đâm mẹ nó đâm mẹ né phải nghiêng mình rồi cái chân nhen đây là rúa nghiêng đâm vào phải cái rúa chạy trước nào không phải điểm anh mặc dài vậy đâu là mấy cái tay đây qua rúa cái tay là rúa đây là rúa rúa mặt à rúa rồi là rúa trong lúc không lấy đầm dạng nhỏ với mặt đầm nhỏ chỗ cái là tiêu hoa nên là thấy đủ rứa và lại rứa lại tập cái tay chân như thế này sáng tập như này mặt đồ thứ này rồi nó quen cái tay mình nó tập dục khác ở kia là cứ bắt đầu thở dài cứ vậy nè nó lên được tay ngầu nhang lên cái tay tự nhiên nó làm được thấy con mắt nó nhá nè cái tay rồi là nó quen rồi nhờ ông nói qua một số cái đòn chó thông dụng của võ Tây Sơn Bình Định mình có những cái đòn chó nào không mấy chó này nói này cho cắm cho cắm này cho lọt cho cắm này cho cắm này nhớ vô cho cắm là cho lọt này trong gà này ngang anh này cho suốt cho lọt này cho ngang này cho suốt này cảm ơn cho đập phải cho đập này bước dùng hộp canh nó lỏ này đập xuống này cho sát cái này cho sát này nó ào vô mình đập nó nhào vô cái là mày cũng nhào giấy làm sao tôi ngồi nó quên cho lại thao được muốn cái này tôi cập nhật hay thao được rồi dưới rồi còn vẹo này đó là mốc mốc cái hiện đồng thì nó liên bộ vậy á khi mà mình đánh nhập nội không thì mình đánh khi mà mình nhập nội vô đối phương á mình đánh thấp xuống ở dưới hay là hạ nghiêng mình à nghiêng mình hay không nghiêng mình là thấp như nó dạ nghiêng mình nghiêng mình cứ đâm nghiêng vậy á nghiêng này cứ đấm sầm thì hẳn do mình nhập nội là nghiêng hết
như vậy vừa tranh cái bộ sở mình nếu mà thật như thế này như thế này rồi dục cái đầu là cây tháo đậm được đậm được cái mình uống đầu đầu đầy mình tăng lại cái cây đậm này ở dưới mắt này đậm xuống đậm xuống nhớ đậm xuống rồi đừng đậm ra vậy đậm xuống rồi rụng tê đai luôn rồi cho đậm ra tê cái bạch kia đứng nghệ quên nữa cái đậm xuống là bơm bóng đáy vậy đó nguyên cái mình gọi đậm mạnh quá vừa nê mà bài vừa nguyên mình nữa. Dạ hay ạ. Ông khi khi nãy giờ ông nói là chủ yếu là mình tự vợ thôi, mình phòng thủ thôi. Bây giờ mình chủ động mình tấn công một người biết võ, mình chủ động nhưng mình tấn công họ thì mình đánh sao để cho mình không bị trúng đòn họ. Chứ mình vô mình tấn công họ đó. Tấn công lại. Dạ. Cột để rắc cho anh cũng cột. Rắc nãy đó. Cọt cây để ra cây quấn mất ở đây, tháo ở dưới cây nằm ở dưới cái đạn nặng đó, mất ở đây tháo dẹp nằm, chặt qua đây mình nghiêng qua đây, chặt qua đây mình nghiêng qua đây. Nghĩa là mình vô là mình không đánh thẳng đòn mà mình phải có những cái đòn giá, đòn nhát. À đòn giá, dạ. Nhát đây nào đỡ phải không? Dạ nhát đỡ cái mình đánh. Ừ. Cái thì phấn nào quấn nào đỡ mình quấn mà ừ. Thấy nhang và cái mình lo hớt cái ở dưới mình giật đông rồi thứ hai tay mà dòng thật tập thơ nhiều là cái thơ thứ hai thơ nhiều nhất mấy cái là thơ còn thứ hai trần giao thứ thớt mà nè nó quấn anh nào quấn trần giao thứ thớt đây là ngộ hát ngưu nhọc thạch là quấn cái đấy á đây là trần giao thứ thớt là quấn đó nè hát ngưu nhọc thạch kim cười ở cánh nào quấn hai ở dụng gà phở cánh này nè quấn hai cho ngang này nè phù ba cái giật phù ba cái giật rồi hối ra tha táo tha táo rồi phù ba thả phòng hãy môn nào tiếp nã ra thằng họ không có dục thì dục đọc đọc vừa cái này là đọc nấu quấn em không nên hớt đó nó quấn này quấn này nó đánh mình đánh cứ vậy là quấn nào quấn nó thay sơ đi mẹ quấn thổi đây cái thơ đi mẹ cái tay cái nương qua nó đâu mà đây không tay mà đây đặt đây liền móc đây rồi tháo đầm xuống một hai ba bốn một hai ba bốn năm sáu cái sáu cái một hai ba bốn năm sáu. Nếu như người ta đánh mình đánh ra thẳng luôn ra được không? À, không, nó còn nó to nó quá dài nữa với tay. Chứ nhưng cho nó chậm mau lâu lắm. Quá giờ mình đỡ rồi nó cho nó cái tay cứ quấn ruột cái này. Liệt cái thao tung không còn hàm răng nào. Quấn tay cũng ruột đây. Nó ruột đâm ra dài cái mình quấn tay cũng ruột đây. Tháo cái này. Nó đâm ra lại. Quấn cái đây. Đặt cái luôn. Rồi. Cái thao lại. Em nói cả chung này không? Nó quên mình chụp cái tay qua, chụp rồi á. Chắc là vậy, chắc là chụp. Nè, chụp đây. Đây này. Qua rồi. Những cho nó nắm, nó chụp vậy cái này chạy nó đút rồi á, đút rồi bê tay mình á. Bê tay đứng dậy con nói này, đứng dậy. Đút rồi bê không? Lúc đó là cái tay này chập đây, chập đặt cái ngứa cái tay này, cái con tay này, chập cái tay đây, bắt được thấu vậy, bắt anh thôi, cũng đút cái tay này chập nó rồi ngứa tay lại chập cái tay này, cái này mình đỡ đây, cái năm kia là cái nạn này, nó cái vậy, đây vậy, cho nên bây giờ mấy nhà xưa mình tập cứ đa rồi chứ mấy nhà xưa nó không được. Túc bất ly địa chân mà rồi đất là tiêu hồi dạy hãy nói ra đây mình nghĩ cũng hay hả Túc bất ly là cây giọt cái chân mà rồi đất là hết còn chân dưới là gì nó tan hay ngã ra quên cái gì cho nên Túc bất ly địa Túc là cái giò không giò hả ly là rồi đất mà Túc bất ly địa ông này
chân thầy cũng tầy tầy xưa, chân thầy cũng tầy tầy xưa, tức là cái tầy chậm vậy mà nó hơn cái chân này hay. Đa là còn hóng chân này, còn chân của anh nó trồn nhảy ăn cầm vô. Đấy là khi mà người ta đái là mình mang vô là té, vậy huy còn ngón chân này, còn chân ta... nghĩa là cái túc bắt lấy đĩa đúng không? Đúng vậy. Còn chân đó nó trong ngã cho mày. Cho nhìn thấy cái bài mây, cái bài thơ mà mây bài chuyện mây ông chùa rất hay. Mình nói giữa cái là cổ truyền ạ. Thì vô nhát lộn về cái là cái dục đây ở dưới đạp là cái gì khác. Còn nói đai vô mình tan vậy là khác. Còn nó uống vậy hôm nay tôi anh mở thái đây tôi vô vô quân tôi về đừng có hớt nghe không nó quên này quên này nó dục trong mặt mình rồi là đây quên chưa đừng có hớt dài hớt hớt rồi nó quên nữa hớt nữa cứ hớt khang nó ra rồi nó quên tại rồi thay phải là cái này việc đèn lầm tay tay lại tay lại hơn tay lại nhào xuống tay trong rồi ở dưới một lần nó bắt tay thì làm xuống rồi đừng làm vậy nữa làm nữa nó ngại ngứa kể đứng nhẹ quên nữa làm sao cái rụng té ăn quần lửa chúng không đây mà đừng nguyên cái mình qua đây giờ cứ nó quên đầu đỡ đâu quên nào quên đỡ khăn mà nó quên nó cái gì đâu nó quên mình quên nó là dục rồi vậy là đi tôi dục tôi vậy là tôi muốn tạo này thôi thấy không là tôi đang qua đây dục đây bắt lại đặt lại xuống nguyên cái mình nó như vậy mà nghiêng xuống rung nguyên cái mình rút đầy tháo đầy đầm để bốn cái điều này rút tháo đầm đứng đầm ra đầm xuống cái này đầm xuống dưới đây này đây buồn rồi anh này còn kìm cơm cái này hàng gà và cái này thường giật cái này làm giật cái này rồi cái này giật đầy cái đầm mọc đầm tháo đầy rút đầy đầm vừa đầm rồi đúng là mày nữa cũng đâm, đâm cú đâm khác, cũng đâm dây khác. Đâm xì là nguy hiểm không? Đâm cái khâu mà. Bắt ai không? Bắt ai rồi bắt nó đâm dây này. Nó ra qua dài cái nó thò móc rồi. Cái nó quên dây, nó móc lên này. Đó em, móc lên nó cũng kêu này. Rồi móc ở đây. Nó cũng đang quay hàm nè. Thì mai thầy chỗ đứng nè 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 nè. Đứng dẫn cho nó nè. Đứng nó bắt người nè thọ. Đôi dài phải không? Nó bắt. Đứng sơ đây xuống đây. Nó chập cái tay à. Nó chập. Đút vào đây. Tay chập vào đây nè. Nó chập. Ở đây. Đây ra. Đây ra. Bị cái bầy không? Đây ra. Đây ra. Năm này phải không? Cái này mình giải sao không? Cái này nếu như mình bị khó thì mình giải. Nghiêng qua đây rồi luôn. Nghiêng qua đây. Nghiêng qua đây tay á. Đây. Cậu mưa đây á. Đông mưa đây á. Chứ nghiêng kia gãy tay vậy. Nghiêng ngược lại rồi gãy tay. Gãy tay. Phải xây thuận nhau. Cũng bắt được thương vậy, nó vậy, bắt được thương cũng bắt vậy, nó vậy. Rồi thằng này vô vô nhà cái này chụp được cái tay và cái khò năm mươi tay. Cứ vậy đây giờ chẳng ai nào tay là năm đặt cái mình ai nào nhà hát như vậy tay ở trong này chẳng ai ôi đây đâu ở trong này cái tay của mình nắm tay của mình này là mình chơi lại kéo ra cho bây giờ ngoài ra anh đương sáng hơn mình ngoài ra cái con người này nên mày học làm giỏi quá tao đỡ tay mà quan trung hỏi vậy mày lao tao công chuyện trong ông cái mình trong thầu trong học mở anh thử trong mày nó phấn mà dụng vật nhưng giúp nóng tâm thầy lại đầu tóc quỳ hiếm lắm cho ông nơi nơi đừng ăn bày đắng bày ra quan trung để bà thầy quan trung mà quan trung đầy lặng rút cũng đang rầu mà cái đó là gọi là mánh lới á mình lâu à cái vỏ của mình này nó có hay những cái đồn giả đúng không hư hư thực thực đúng không
nói là nhá có đúng nhá không? À là nhá đây. Nhá. Dạ, nếu như mà mình không bắt thì mình đánh luôn, nếu như bắt ấy thì coi như là đòn 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 giả. Dạ. Nó quên quên là khác, còn À. nó nhang nó nhang mà vậy Dạ. cũng hớt đó, À dạ. cũng hớt cái sao không hớt À. nó nhang vậy, nên nó có đi làm sao À dạ. mình lo hớt cái tay đừng nó quên mình thả xuống bắt cái này. Ừ. Thả bắt cái này biết mình phải nhưng mà là cái bộ rồi cái đây đòi là cái phải theo giữ nó kia. Ừ. À, đường Đây đường này. nè đó nhưng mình phải giỏi không nhưng nằm xuống nghe không thao là thằng cái này À đâm là đòn cái này xuống dưới này đấm 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 ra đấm xuống cứ nằm xuống à tôi đấm ra nên teo đây đứng dậy quên nữa trời đất Tây Sơn dập bóng cờ đào trời đất Tây Sơn Tây Sơn, giờ bóng cờ.